Hẹn hò nữ thần. Ngày xưa, ở ven một con sông nọ, có một chàng trai sống một mình trong ngôi nhà nhỏ. Làm bạn với chàng, chỉ có chú chó nhỏ Taro và một cây thông cao to. Vào một ngày đầu mùa hè, chàng nghe có tiếng cười đùa từ đâu vọng tới. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mày đi đâu đấy, Taro? Ôi trời ơi, mày tha ở đâu về thế này, Taro? Không được làm thế đâu, mày mang trả về chỗ cũ đi. Taro, này, Taro. Chàng trai ơi, anh có thấy đôi cánh của tôi ở đâu không? Chàng trai chưa bao giờ thấy một người con gái nào xinh đẹp đến như vậy. Chàng ngắm nàng mãi, chẳng nói nên lời. Nếu anh có lấy, xin hãy trả lại đôi cánh cho tôi. Tôi là một tiên nữ, sống ở xứ sở thần linh. Nếu không có đôi cánh, tôi không thể trở về được. Tôi không có lấy cánh của nàng, nhưng chú chó Taro của tôi vừa tha về một đôi cánh lụa óng ánh. Không biết có phải của nàng không? Đôi cánh lụa óng ánh đó đúng là đôi cánh của tôi rồi. Taro, mang đôi cánh ra đây trả cho nàng tiên nào. Trả cho người ta, Taro, ngoan nào. Ôi trời ơi! Tôi xin trả đôi cánh cho nàng. Thay mặt Taro xin lỗi nàng. Em cảm ơn anh. Mặt trời lặn xuống mặt sông, chỉ còn một vài tia nắng còn sót lại lấp lánh. Nàng tiên khoác đôi cánh, chuẩn bị bay về trời. Làm sao để được gặp lại nàng? Hãy đến thăm nhà em ở xứ sở của các thần linh. Em sẽ chỉ đường cho chú chó Taro của anh, rồi Taro sẽ dẫn đường cho anh đi. Rồi nàng tiên từ biệt chàng trai và Taro, bay lên trời, khuất dần vào những đám mây. Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sáng, chú chó Taro đã kéo chàng trai ra khỏi nhà. Rồi Taro dẫn chàng trai leo lên cây thông, cứ lên cao mãi. Vừa lúc leo đến ngọn cây, thì cây thông rung lắc dữ dội rất mạnh, cả chàng trai và chú chó Taro lên trời cao. Chàng trai không biết mình bị hất bay bao xa, nhưng sau một quãng thời gian dài, họ đáp xuống trước một lâu đài đẹp đẽ vô cùng. Chào anh. Cuối cùng tôi cũng được gặp lại nàng rồi. Chàng trai và nàng tiên vui mừng vì được gặp lại nhau. Họ cứ ngồi bên nhau trò chuyện mãi, chẳng hay biết là bao nhiêu ngày đã trôi qua. Tôi muốn được sống bên nàng mãi mãi. To gan! Sao ngươi dám nói như vậy với em gái ta? Tên người trần to gan, ta sẽ xử tội ngươi. Các anh là ai? Tôi có tội gì mà các anh muốn xử tội tôi? Đây là thần lửa và thần băng, là hai người anh trai của em. Đừng mà, em xin các anh, xin đừng làm hại đến chàng. Sao em dám chỉ đường cho một tên người trần đến xứ sở của chúng ta chứ? Vì em yêu anh ấy. Và tôi cũng yêu nàng ấy. Xin hai anh cho phép tôi được cưới nàng làm vợ. Yêu ư? To gan! Làm sao có thể xảy ra chuyện tình yêu với người phàm trần được? Đó là một tội rất nặng. Em hãy tránh ra để ta xử phạt hắn. Em xin hai anh mà, đây là người em đem lòng cảm mến. Chúng em thật sự yêu nhau và muốn được sống bên nhau suốt đời. Thôi được, chúng ta sẽ cho người cơ hội để chứng minh tình yêu của mình. Được, chỉ cần được sống bên nàng ấy, dù thử thách có cam go đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua. Đừng nói trước bước không qua đâu, anh bạn trẻ, hãy đón chờ thử thách của mình là gì. Chàng trai người trần gian kia, nếu ngươi muốn cưới em gái ta làm vợ, trước hết hãy cưỡi con ngựa này lên tận cùng trên cao và tận cùng dưới tháp xứ sở thần linh. Từ trước đến nay, ngay cả những vị thần linh quyền uy nhất cũng không thể làm nổi việc này. Chàng trai nhìn con ngựa lửa, trông nó như một khối cầu lửa gắn bốn chân đầy uy dũng và hung hãn. Nhưng chàng chẳng hề nao núng, nhận lấy dây cương và nhảy lên lưng ngựa. Khoan đã, xin cho em được tạm biệt anh đôi lời. Em tặng anh báu vật của em, phòng khi gặp chuyện bất ngờ, nó sẽ có ích cho anh. Cảm ơn nàng. Báu vật của nàng tiên là một chiếc quạt. Một mặt có vẻ bông tuyết, mặt còn lại vẽ hình mặt trời. Con ngựa vừa quất cái đuôi lửa thật dữ dội, vừa hướng đến tận cùng trên cao xứ sở thần linh. Chẳng mấy chốc,
chàng trai bị lửa bao vây bốn phía. Lửa lớn quá, phải làm sao để dập lửa đây? Em tặng anh báu vật của em, phòng khi gặp chuyện bất ngờ, nó sẽ có ích cho anh. Chàng rút cây quạt ra, quay mặt có vẻ bông tuyết mà quạt mạnh về hướng ngọn lửa. Ngay lập tức, ngọn lửa đang cháy bùng ngay lập tức tan biến mất. Đúng là một báu vật, cảm ơn nàng đã trao chiếc quạt này cho ta. Thế là chàng trai có thể lên đến tận cùng trên cao và xuống tận cùng dưới thấp xứ sở thần linh bình an vô sự. Từ trước tới nay, đến các vị thần mạnh nhất cũng bị chết cháy khi cưỡi con ngựa này. Vậy mà ngươi vẫn sống sót trở về, khá khen cho ngươi. Giờ là thử thách ta dành cho ngươi. Ngươi hãy cưỡi con ngựa băng này lên tận cùng trên cao, rồi xuống tận cùng dưới thấp xứ sở thần linh. Nếu làm được, chúng ta sẽ gả em gái cho. Chàng trai dũng cảm nhảy phóc lên lưng ngựa băng, hướng thẳng phía tận cùng trên cao xứ sở các thần linh. Nhưng ngay lập tức, chàng gần như bị đông cứng đến suýt chết. Chàng rút cây quạt của nàng tiên ra và hướng hình mặt trời về phía con ngựa mà quạt. Chẳng mấy chốc băng tan ra, chàng hoàn thành chuyến đi lên tận cùng trên cao và tận cùng bên dưới xứ sở thần linh bình an. Từ trước đến nay, đến vị thần có sức mạnh nhất cưỡi con ngựa băng này còn chết cống, vậy mà ngươi vẫn sống sót trở về, ngươi giỏi lắm. Thưa, tất cả là nhờ chiếc quạt báu vật mà nàng tiên đã tặng tôi, nó đã quạt tan lửa và băng. Thần băng cầm lấy chiếc quạt hướng về phía con ngựa lửa, rồi con ngựa băng mà quạt. Nhưng lạ chưa, lửa và băng không tan đi. Rõ ràng vừa nãy tôi đã quạt tan lửa và băng bằng chiếc quạt này mà. Đó là vì ngươi có một trái tim dũng cảm và thuần khiết nhất trần gian. Chỉ có ai có trái tim ấy mới điều khiển được chiếc quạt này và xứng đáng làm chồng của em gái ta. Chúng ta cho phép ngươi được cưới em gái ta. Hãy đưa em gái ta về xứ sở của ngươi, và cả hai hãy sống hạnh phúc nha. Dạ, chúng em cảm ơn hai anh. Thế là chàng trai trần gian dũng cảm và thuần hậu đã cưới được nàng tiên xinh đẹp đáng yêu làm vợ. Họ cùng nhau sống hạnh phúc mãi về sau. Bí mật những đôi giày nhảy rách. Ngày xưa, ở một vương quốc xinh đẹp, có một ông vua có 12 cô con gái. Các công chúa đặc biệt thích khiêu vũ trên những đôi giày nhảy. Đức vua đã mời đến hoàng cung những thầy nhảy tốt nhất. Khanh quả không hổ là một thầy dạy tài ba. Dạ, bệ hạ quá khen. Nhưng có một điều thần thực sự rất tò mò. Thần... Khanh mau nói đi. Từ ngày vào hoàng cung, thần được nghe một lời đồn về lời nguyền bí mật, khiến cho giày nhảy của các công chúa luôn bị mòn rách nhanh. Khanh mau nói tiếp đi. Dạ, nếu chỉ nhảy vài tiếng một ngày, những đôi giày chất liệu tốt như vậy phải có độ bền lâu hơn nhiều. Chuyện này xảy ra cách đây cũng một thời gian rồi. Bản thân Khanh nghĩ sao về lời nguyền đó chứ? Tâu bệ hạ, đã là lời nguyền thì hẳn có cách giải. Chỉ cần bệ hạ truyền lệnh, vương quốc ta rộng lớn như vậy, thần tin sẽ có người giải trừ được. Khanh nói phải lắm, phải đặt phần thưởng hậu hĩnh một chút. Ngay sau đó, chiếu lệnh vua ban, nội trong 3 ngày, ai tìm được lý do giày nhảy của các công chúa luôn mòn rách nhanh sẽ trở thành phò mã. Theo em, chúng ta nên nói tất cả bí mật này với vua cha. Không đời nào, chúng ta đã hứa với các vị ở đó sẽ giữ bí mật này rồi mà. Chỉ dám chắc trên đời này không có nơi nào tuyệt vời hơn để khiêu vũ như vậy đâu. Nếu việc bị bại lộ, thì chúng ta sẽ không tránh khỏi việc bị trách phạt nặng đâu. Em quên là chúng ta có cây đèn ru ngủ hay sao? Kẻ nào đến cũng sẽ chìm trong giấc ngủ dài ngay thôi. Rất nhiều chàng trai đã canh phòng các công chúa hết sức cẩn thận. Ai cũng muốn tìm ra bí mật về những đôi giày nhảy rách. Thế nhưng, đều bị cây đèn ru ngủ hạ gục mãi cho đến vài tháng sau đó. Bà để cháu giúp ạ. Chẳng phải cậu đang vội đến lâu đài đằng kia sao? Dạ, cháu đâu có đến lâu đài nào ạ. Bà dù có việc đến đó đi chăng nữa, cháu cũng không thể nhìn thấy bà già cả làm việc nặng nhọc thế này mà bỏ đi. Nhiều người qua lại rừng này, nhưng chưa có ai dừng lại giúp ta như cháu. Có lẽ họ không nhìn thấy ta.
Dạo gần đây trai tráng thường qua đường độc địa dẫn đến lâu đài này để khám phá bí mật về những đôi giày nhảy rách của các nàng công chúa đó. Cháu hãy thử sức đi. Ta tặng cháu chiếc áo này, mặc vào sẽ không ai thấy cháu, và cháu có thể đi xuyên tường. Hãy nhớ khi đến phòng công chúa thì nhớ bịt khăn che mặt lại. Thật kỳ lạ, mình sẽ thử làm theo những gì bà cụ nói xem sao. Chàng trai trẻ quyết tâm làm thật. Anh xin ý kiến nhà vua và nhanh chóng hiểu được việc phải làm. Đảm bảo hắn sẽ ngủ say bí tỉ ngay thôi. Làn khói đang bay sang hẳn là chứa thuốc mê. Có lẽ đã đến lúc dùng tới chiếc áo tàng hình rồi. Em việc gì mà phải lo chứ? Đã mấy tháng nay có kẻ nào phát hiện ra bí mật của chị em ta đâu. Em chỉ nghĩ là dù chúng ta cũng nên nói với phụ vương một tiếng. Thôi đi, cha hơi tí là lo lắng này nọ, chắc chắn sẽ cản chúng ta. Đúng là họ đang che giấu bí mật gì rồi. Khi sửa soạn xong váy áo, công chúa cả vỗ tay 3 lần. Lập tức một hầm bí mật hiện ra. Chàng thanh niên theo sát các công chúa đi xuống. Hoàng tử của chúng ta đến rồi. Có ai phát hiện ra các em không? Không hề. Tốt quá rồi. Nào, tiệc nến đã sẵn sàng. Hôm nay vừa tròn năm. Uống thứ bùa chúng ta bỏ rượu. Các ả sẽ tự bịt nắp hầm thông xuống đây, biến thành các con vật. Lúc đó để cứu các ả, lão vua kia phải nhường lại cả vương quốc cho ta. Lão bà thổ địa hình như đã phát hiện ra chúng ta rồi. Chớ để đến lúc mụ hành động gì đó làm hỏng chuyện của chúng ta. Sau đêm nay, sứ sở chúng ta tạo ra để lừa mấy ả cũng sẽ hóa thành đất đá như cũ. Phải hành động thật nhanh đi. Trời ơi, một âm mưu thâm độc. Nhảy nốt bài này, các nàng dùng một chút rượu vang nha. Chàng trai trẻ nhanh chóng phát hiện lý do những đôi giày nhảy của các công chúa mòn rách. Bởi lẽ nơi họ đang nhảy đâu phải lâu đài tráng lệ nào, mà chỉ là đống đá nhọn bị phù phép. Công chúa, nàng đừng sợ. Ta đến là để cứu các nàng khỏi bọn phù thủy xấu. Rượu đang chuẩn bị ở đây, các nàng tuyệt không thể uống. Nhảy tới 3 giờ sáng ngày hôm sau, giày đã rách hỏng, khiến các công chúa phải ngưng cuộc vui theo các bậc thang dẫn lên cửa hầm thông với cung điện. Trời, chúng nó đã không uống rượu. Bùa chú của chúng ta bị phá rồi. Nó đang quay lại phản ta. Mấy gã phù thủy ác bị chính bùa chúa của mình phản lại, phải sống kiếp súc vật mãi mãi. Các công chúa, hãy mau trở về sảnh điện, đề phòng còn gã phù thủy nào vẫn còn ẩn nấp nơi đây. Chàng trai đã kể lại tất cả bí mật về những đôi giày nhảy rách cho đức vua. Không ngờ đằng sau nó lại là âm mưu xấu xa của các phù thủy độc ác mà chàng đã kịp thời hóa giải được. Chàng trai sau đó nên duyên cùng công chúa Úc và sống hạnh phúc mãi về sau. Sự tích Loa Thành. Thời kỳ các vua hùng kết thúc, Thục Phán, An Dương Vương lên làm vua và lập nên nước Âu Lạc, cũng là nhà nước thứ hai trong lịch sử Việt Nam. An Dương Vương quyết định đóng đô ở Phong Khê, vốn là đất Cổ Loa, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. An Dương Vương muốn xây dựng ở nơi đây một tòa thành thật kiên cố và độc đáo, vừa là để khẳng định vị thế của nước Âu Lạc, vừa là để chống lại quân Triệu Đà đang lăm le ngoài bờ cõi nước ta lúc bấy giờ. Theo thần thấy, đây sẽ là tòa thành có thể đứng vững muôn đời, sấm sét không lay chuyển, mưa bão không làm sạc được. Đây sẽ là tòa thành kiên cố mà quân giặc không thể phá nổi. Sao lại có chuyện phù lý thế này? Cả tòa thành xây dựng kiên cố như thế, sao có thể dễ dàng bị phá hủy như vậy được? Muôn tâu bệ hạ, người dân quanh đây cho biết đêm qua họ nghe thấy những bước chân rầm rập ở khắp các ngã, kéo đến với những tiếng xì xào, rất có thể là ma quỷ. Hả? Là ma quỷ làm ư?
Người dân sợ quá nên không dám nhìn ra. Rồi họ lại nghe những tiếng huỳnh huỵch. Tiếp đến những tiếng đổ ầm ầm như sấm dậy. Sau đó thì đã thấy tòa thành đổ sụp. Thưa bệ hạ, hãy truyền lệnh của ta, xây thành lại từ đầu. Người hãy động viên các tướng lãnh đốc thúc đắp lại thành cho kỳ được. Lần này phải vững chãi hơn lần trước. Chúng ta không thể khuất phục trước yêu ma. Thần xin tuân lệnh. Chuyện xây thành đã có chúng thần đốc thúc hàng ngày, sao ngài cũng phải đích thần đến đây như vậy? Xây thành là chuyện đại sự quốc gia, là công sức của quân và dân ta, sao có thể lơ là được? Vả lại, để nhân dân phải cất công xây thành một lần nữa, ta cũng cảm thấy hổ thẹn muôn phần. Nhờ sự động viên của An Dương Vương cùng với sự cố gắng của quân và dân Âu Lạc thổ đó, tòa thành lại một lần nữa được xây lên, lần sau cao đẹp và vững chãi hơn cả lần trước. Nhưng rồi mọi nỗ lực, cố gắng lại như đổ xuống sông xuống biển, khi tòa thành lại một lần nữa bị đổ sụp trong đêm tối. Không, không thể như thế được. Tòa thành kiên cố như vậy cơ mà. Không thể bảo vệ được thành. Chúng thần thật đáng muôn chết. Tòa thành này không chỉ được xây lên bởi công sức, mồ hôi và cả nước mắt của dân chúng. Nó còn được xây lại bằng cả niềm tin và hy vọng. Sao có thể lại sụp đổ lần nữa chứ? Giặc ngoại xâm thì đang lăm le ngoài bờ cõi. Việc xây thành là vô cùng quan trọng. Nhưng ta không thể khiến quân và dân tốn công vô ích thế này được. Trời ơi, chẳng lẽ đây là ý trời? Thần linh không bằng lòng để một kẻ kém đức kém tài như ta dẫn dắt bách tính Âu Lạc sao? Ta phải làm gì để bảo vệ Âu Lạc, bảo vệ bách tính của ta đây? Bệ hạ, xin người hãy bớt đau buồn. Ta là thổ thần của vùng đất này. Ta vừa hay tin sứ giả Thanh Giang đang trên đường đến đây giúp nhà vua đắp thành. Chuyện thành hễ xây lên lại đổ là cớ do đâu? Chỉ có sứ giả Thanh Giang mới giải đáp được. Xin ngài đừng quá lo lắng nữa. Vậy ư, xin đa tạ thần thổ địa. Ngài vì nước vì dân mà ngày đêm hao tâm tổn lực. Ta chỉ làm việc nên làm thôi. Thành có xây lên được hay không vẫn chỉ có thể dựa vào ngài mà thôi. Xin hỏi ngài là sứ giả Thanh Giang phải không? Đúng vậy, ta là sứ giả của vua Thủy Tề được lệnh lên đây giúp cứu nhân gian. Biết ngài đã đợi ta mấy ngày mấy đêm ở đây vì chuyện xây thành chống giặc, ta thật không dám chậm trễ. Ta vô năng, không thể xây thành bảo vệ đất nước, chỉ biết đem lòng thành của mình chạm thấu đến thần linh. Hy vọng ngài sẽ chỉ ta cách. Ta và nhân dân xin cảm tạ ơn đức của ngài. Ngài đã có lòng như vậy, ta nhất định sẽ giúp. Ở núi Thất Diệu có một con gà trắng sống lâu năm thành tinh, có phép biến hóa khôn lường. Nó thường hãm hại khách qua đường và khách ngủ ở quán trọ trong vùng này. Hả? Một con gà trắng tinh ư? Các vua thời trước cùng bọn nhạc công chết đi đều chôn ở núi Thất Diệu. Những u hồn ấy từ lâu không tan, lẫn khuất trong khe đá ở hang sâu. Những u hồn ấy có thù với nhà vua nên đêm thanh vắng họp thành từng đàn từng lũ đến xúi dục con tinh gà trắng phá thành đặt xây của nhà vua. Con tinh gà trắng đã dẫn những u hồn ấy đến chân thành, dùng phép ma phá đổ tường thành, rồi gần sáng lại bay về núi. Vậy muốn đắp được thành thì chúng ta cần phải diệt trừ hết đám yêu ma và con gà tinh trắng ở núi Thất Diệu phải không? Đúng vậy, nhưng bệ hạ đừng quá lo. Ngài hãy cử cho ta một đội quân tinh nhuệ nhất cùng với nỏ thần của ta. Bọn yêu ma nhất định sẽ bị tiêu diệt hết. Không, ta sẽ đích thân cùng ngài và quân lính đi hằng yêu diệt ma. Được, ngài quả là can dạ hơn người. Chiều tối hôm ấy, An Dương Vương chỉ đạo cho quân lính mai phục ở tất cả các nẻo đường quanh núi Thất Diệu. Còn ông và thần Kim Quy thì cải trang giả làm khách bộ hành đến quán xin ngủ trọ. Hả? Chuyện gì vậy? Sao bên ngoài lại đông người chạy náo loạn như vậy?
Không phải đâu thưa bệ hạ, đó là âm thanh của ma quỷ đấy. Chúng ta hãy chờ cho chúng đến đông đủ rồi diệt tận gốc. Hãy biến khỏi đây ngay cho ta. Người nhanh truyền lệnh cho quân lính mai phục ngoài kia đuổi theo đám yêu ma và bắn hạ chúng bằng nỏ thần mà ta ban. Hãy tiêu diệt trước khi chúng rút lui về núi Thất Diệu. Với kế hoạch chu toàn của An Dương Vương và nỏ thần vạn năng của thần Kim Quy, quân lính nhanh chóng tiêu diệt được đám yêu ma oan hồn của núi Thất Diệu, trả lại sự bình yên cho xóm làng. Âm khí tan biến, oan hồn ở núi Thất Diệu có lẽ đã bị tiêu diệt hết. Giờ chỉ cần đối phó với con gà trắng thành tinh trong quán này nữa thôi, thưa bệ hạ. Cảm tạ hai vị cao nhân đã giúp quán ta diệt trừ đám yêu ma hoành hành nhiều năm nay. Ơn đức này ta không biết lấy gì để báo đáp. Báo đáp thì không cần, nhưng ta mong ông có thể hiến cho ta con gà trắng quý nhà ông để tạ ơn trời đất. Con gà trắng đó là bảo bối của gia đình tôi. Không có nó trong nhà, con gái tôi sẽ lại ốm yếu bệnh tật. Hãy hiến cho ta con gà trắng đó, lúc đó bệnh tật của con gái ông tự khắc sẽ khỏi. Con gà trắng vừa bị cắt tiết thì con gái chủ quán cũng khỏe mạnh trở lại như đúng lời thần Kim Quy nói. Yêu ma đã được diệt trừ hết, ngài hãy yên tâm trở về xây dựng lại tòa thành đi. Thành sẽ bền vững kiên cố, không thể sụp đổ được nữa. Cảm tạ ngài đã giúp đỡ ta và nhân dân của ta thoát khỏi tai ương này. Thực ra tất cả là nhờ sự kiên trì, dũng cảm và mưu trí của ngài mà nên. Ta chỉ là sứ giả của thần linh đến giúp sức cho ngài mà thôi. Ta xin tặng bệ hạ chiếc móng này của ta để làm lẫy nỏ. Sau này khi có giặc ngoại xâm thì đem ra bắn, một phát có thể giết được hàng nghìn quân giặc. Đây là món quà ta đặc biệt dâng lên đấng minh quân hiếm có như ngài. Ta xin nhớ lời ngài dặn. An Dương Vương trở về và kể lại chuyện được thần Kim Quy giúp đỡ diệt trừ yêu ma cho quân và dân nghe. Từ đó, ngài động viên quân và dân xây lại thành. Chẳng bao lâu sau, tòa thành đã xây xong, rộng tới ngàn trượng, vừa dày vừa cao, xoáy vòng như hình con ốc, nên gọi là Loa Thành. Thành cổ Loa được các nhà khảo cổ học đánh giá là tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất. Cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!